Cuối năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới, chia làm hai giai đoạn, gồm giáo dục cơ bản lớp 1 đến lớp 9 và giáo dục định hướng nghề nghiệp từ lớp 10 đến lớp 12. Chương trình này triển khai từ năm học 2022 đến 2023, sẽ thay thế chương trình hiện hành đã áp dụng từ năm 2006. Như vậy là sắp tới đây, học sinh lớp 10 sẽ không phải học lịch sử hay là vật lý nếu không muốn, nhưng có thể chọn thêm âm nhạc và mỹ thuật. Ở chương trình hiện hành, học sinh phải học 17 môn và hoạt động giáo dục, tính cả môn tự chọn là 18. Còn với chương trình mới, học sinh sẽ học ít môn hơn và được lựa chọn theo năng khiếu, sở thích của mình. Theo đó, các em phải học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Các em lựa chọn 5 môn khác từ 3 nhóm môn. Mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn. Khoa học và xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, nhóm môn công nghệ và nghệ thuật, công nghệ, tin học, nghệ thuật âm nhạc và mỹ thuật. Đây là điểm mới hoàn toàn so với hiện tại, với định hướng nghề nghiệp rất cao. Theo đúng lý thuyết, nếu để học sinh lựa chọn, có 108 cách chọn 5 môn này. Chương trình mới được đánh giá là khoa học, hiện đại, dù sẽ khiến các trường và địa phương gặp khó khăn ban đầu.